Vâng, trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ hai, Pan. Vâng, Pan đối đầu với Cho Son. Vâng, tiếp tục là cửa trên dành trong trận thi đấu này dành cho Pan. Nhìn hơn một chút dành cho Pan ở trong trận thi đấu này. Đến với giải đấu ai trong, xin lỗi, đến với giải đấu ai lên tỉnh 2017, xin được gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, nhà tài trợ vàng QQ8788, nhà tài trợ đồng hành Patek và Planline.win đã đồng hành cùng giải đấu. Cảm ơn địa điểm Net Game VIP số 76 Lê Thanh, Nam Cường, thành phố Lào Cai đã tài trợ địa điểm thi đấu cho giải đấu ai lên tỉnh 2017 khu vực Lào Cai, Yên Bái. Và chúng ta đang được đón xem màn hình máy của game thủ Chu Văn Việt ở trong trận chung kết đối đầu với game thủ Lưu Duy Khánh. Cả hai game thủ đều là đại diện của AOE Lào Cai. Tỷ số đang là 1-0 ở trong thể loại solo random dành cho Văn Việt. Vâng, không những đánh hay mà bài còn đỏ. Đó là những gì chúng ta thường thấy ở Chu Văn Việt từ vòng bảng đến thời điểm hiện tại. Đa số là như vậy với những trận đấu của game thủ Chu Văn Việt. Còn Khánh thì thường như là ngược lại. Vâng, toàn ca tha Grick với cả Cho Son thôi ở những trận đấu random. Vâng, có quả phụ. 5 hiệu về với nhà chính và cộng thêm một vòi nữa. Bài là khá tươi dành cho game thủ Chu Văn Việt ở trong trận thi đấu này. Và một bài tươi dành cho Pan. Vâng, đây sẽ là bài tiếp tục là một bài chém, khả năng lại là chém phú đến từ game thủ Văn Việt thôi. Vâng, lợi thế về quân đang ủng hộ dành cho game thủ Văn Việt ở trong trận chung kết này ở trong thể loại solo random. Sẽ có bài ép đời sớm dành cho game thủ Chu Văn Việt. Vâng, Lý Khoanh cũng lên đời rất sớm. Ngoài Cho Son lên đời cũng rất sớm đến từ Duy Khánh. Đó cũng là một bài đánh giờ cũng khá ít dần. 10-08 với 19 dân của người cầm Pan. Vâng. Vâng,
khá tỉ mỉ với những thao tác của mình. Những thao tác khá chuẩn mực đến từ game thủ Chu Văn Việt. Chúng ta có thể thấy được anh khá tỉ mỉ với những tình huống cơ cấu nhà và những tình huống bò nhà của mình. Đây một thế nhà khung dành cho Chu Văn Việt. Vẫn chưa thấy nhà của đối phương, đã có giò nhưng đối phương sẽ không thể vào được. Đây rồi, nhà của Cho Son cũng đã bắt đầu khủng lại. Một bề phiên dành cho Jacob. Pan đang pan của game thủ cầm của game thủ Trần Việt đang muốn chắc cốp vào trong trận thi đấu này, đánh rất chắc bài. Đây rồi, khả năng có P, đúng là một P. Vâng, game thủ cho Lê Dương Khánh là một game thủ có khả năng điều P rất hay. Những pha cổng P của anh thường rất hiệu quả. Và bây giờ là một tình huống mà có tới cả P cả Y đến từ game thủ cầm cho Son. Có cả chém, vâng, hai chém một lạc đà ở trong tình huống này. Có cả gì nữa. Vâng, Khánh gõ một và tỷ số là 2-0. Vâng, rất dễ dàng dành cho Chu Văn Việt ở trong trận thi đấu này. Tỷ số đã lên 2-0 ở trong thể loại solo random.